tình báo Ukraine tuyên bố cài bom phá cầu đường sắt Nga. Cơ quan tình báo quân đội Ukraine thông báo đặt bom phá một cây cầu đường sắt ở tỉnh Samara, tây nam nước Nga. Chúng tôi đặt bom phá một cây cầu đường sắt bắc qua sông Chapavet đoạn chảy qua tỉnh Samara của Nga, Tổng cục tình báo quân đội Ukraine, GUR, ngày 4 tháng 3 thông báo. Vụ nổ phá hỏng trụ đỡ và gây hư hại cho cây cầu. Theo GUR, Nga đang sử dụng tuyến đường sắt đi qua cây cầu này để vận chuyển đạn từ nhà máy ở thị trấn Chapay cho tiền tuyến. Cây cầu đường sắt không thể hoạt động trong thời gian dài do hư hỏng sau vụ đánh bom, GUR tuyên bố. Giới chức tỉnh Samara cho biết họ nhận thông báo về vụ nổ lúc 5 giờ 13 phút, 9 giờ 13 phút giờ Hà Nội. Ảnh do truyền thông Nga công bố cho thấy một nhịp cầu dường như bị lệch khỏi vị trí sau vụ đánh bom. Công ty đường sắt Kuybyshev, đơn vị vận hành tuyến đường đi qua cây cầu, thông báo đình chỉ hoạt động của tuyến đường sắt, khiến ít nhất 5 chuyến tàu khách đã bị hoãn. Vụ đánh bom xảy ra trong bối cảnh Ukraine buộc phải rút lui tại nhiều nơi trên tiền tuyến vì thiếu đạn, trong đó đáng chú ý là thành trì Avdiivka. Trong khi đó, lực lượng Nga với nguồn cung vũ khí và đạn dược áp đảo đối phương đang mở nhiều mũi tiến công cùng lúc. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.